Chào các nhà, chào tất cả các bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube KA Vlog nha. Cả nhà, hiện tại giờ mình đang ở trong một cái con đường mà cái con đường này nó vắng lắm đó nha. Cái đường này ở ngoài đồng á. Thì cái đoạn đường này có một cái cua. Thì có nhiều người đi qua lại vào ban đêm, thì nó ban đêm thì cũng không phải là nhiều người đâu. Đâu lâu có một hai người, ví dụ như mấy người ta đi làm gì ban đêm đó thì người ta đi ngang với cái đường này thôi, chứ ban ngày mới có người, chứ ban đêm thì ít lắm. Có lẽ mình ngồi ở đây một tiếng đồng hồ chưa có chiếc xe nào chạy ngang. Thì cái chỗ này thì mình cũng muốn nói cho cả nhà biết, thì có người ta bảo là ở đây có một cái vong linh nó núp chân một cái cây to nằm cái con đường này. Thì mình nghe nói thì mình lại đây thôi, mình cũng chưa biết thật hơn sao nữa, thì mình cũng muốn quay xem như thế nào cả nhà. Thì giờ trước thì mình cũng mà cả nhà dặm trong nha, xem thử mình có quay được cái gì hay không nha. Thì người ta đồn sao thì mình cứ lại vậy thôi, hy vọng là mình sẽ phát hiện được cái gì đó ở đây. Như cái nhà đây có cái con đường nữa nha, nó cũng đường ngoài đồng mà nó nhỏ thôi, xíu xíu. Thì cái đường này thì cũng có xe máy mình chạy được nha, đủ cho một chiếc xe máy để chạy một đường thôi. Thì người ta nói ở đây nó có một cái cua nè. Cái gốc cây này cũng to dữ vậy ta. Cây này to thì cả nhà. Đằng đó là cái ngã ba. Nguyên ngã ba bằng cái cua hay gì vậy? Trời. Ôi, cái gì vậy trời, mà tóc trắng mặt đen xì lì vậy trời. Ôi, cái này cái gì vậy? Cái bình đàn to dữ à. Đây là cái cua nè. Không lẽ người ta nói là ta dạy ngay cua thấy một cái những cái bông quỷ là ngay chỗ này cho ta. Sao ngay cái cua này có cái chùm chuối mà mấy cái gốc cây bự bự không ghê được chứ. Cây này cây gì nữa nè, to luôn, đùng nữa này các nhà. Để ta 2-3 gốc cây to. Nó một tiền thôi. Nó ghê trời. Lúc cây này chết rồi. Nhà mình Trời chết rồi, không có lửa quá xong luôn. Con khôn sao con quỷ này nó mệt đi. Trời trời. Rớt cái mất luôn. Mình không nhận cái này là xong rồi. Trời trời. Ghê cái gì. Không ngờ nó bay ra tấn công mình luôn đó nha. Không kịp nhìn thấy mặt luôn á. Nó là quỷ rồi chứ không phải là một cái vong linh bình thường cả nhà. thấy mình cầm cái này, mình cầm gương mất quái cái chọi tiêu rồi cả nhà. Hồi nãy cũng may mình có cái gương mắt quái này cả nhà. Không ngờ là nó hốt mình luôn rồi. Cái nhà nhìn thấy rõ không? Cái mặt nó đang thù lùi rồi. Không có mắt, không có mũi, không có miệng luôn. Mà mái tóc thì bạc, mái tóc trắng tư rồi. Lần đầu tiên mình thấy con Nguyễn như thế này cả nhà. Nó không phải là một con linh bình thường, nếu như một con linh bình thường là nó không có tấn công mình vậy đâu. Nó thuộc gì là một con quỷ rồi. Mà ngộ nổi cái là mình khi mà mình lại là nó làm như nó biết mình đến á. Đứng nó canh đường. Mình chỉ muốn là mình sợ mình cầm cái máy á thì mình không có làm gì được. Mình đặt xuống đó, mình đi lại mình kiếm nó, không ngờ vừa lại tới là bắt đầu nó tấn công mình liền. Thì cái này mình cũng mệt thiệt cả nhà. Thì cả nhà bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video cả nhà. Thì mình về thôi. Hôm sau mình lại đến, mình tìm cách tốt nhất để mà cũng như là xem cái vong lệ quỷ này nó muốn gì. Thì nếu như là mình thì mục đích của mình thì tìm những cái vong linh để mình giúp thôi cả nhà. Nhưng mà gặp cái vong này nó không phải là một cái vong linh bình thường rồi. Chắc có lẽ là quỷ. Cả nhà cũng thấy mặt nó đang thui rồi, tóc thì trắng, ngặt nó nghiêng cái thân thể của nó mình thấy là cũng rất khá là bình thường thôi, mà có khuôn mặt thì nó lại đen, nó đen không thấy luôn con mắt luôn mũi đâu luôn, mà cả miệng cũng không thấy luôn. Mình thấy nó đen một bệt ở giữa, nguyên cái mặt nó là nó đen phì bùi luôn vậy nè. Thì giờ hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha, bye bye nha cả nhà.